Con bảo là về huyện nhưng mà chị của chị là chị lấy giấy tay học là hội đi được cùng cả các trường ở đây à? Nhưng mà cả các trường lớp cô giáo nhím cũng đi hiến máu mà. Đâu nó có số cân. Thế nhưng mà như Hải Dương về là mặc lên nhà nhiều cân ít cân chỉ lấy 250 ml một cân. Không, nó ở đây là nó sẽ tùy theo số cân. Như số cân của chị ghi là nó lấy 350 ml, còn người dưới 50 cân nó lấy 250 ml. Thế em 70 cân nó phải lấy 400 ml. Không, 350 ml là nhiều nhất. Đó. Mà em ơi, nó cho nhiều thứ lắm. Cho một bộ cốc này, cho thì nhiều 50 nghìn này, cho trứng này, cho sữa, cho bánh, cho gì đấy nhỉ, yêu nhỉ? Cho bình thường đợt trước sinh viên ấy đi hiến máu chúng nó cũng được mấy trăm đấy. Cho tiền để mua đồ ăn đi. Chị ơi, thế Thái không là cho em ít hành lá nhá. Cho vào đây nhá. Đây là món cà tím nấu xương. Hôm nay mình bảo mua thịt nấu mấy cả ấy nhưng mà lại mẹ phải gọi. À, mình ấy mày nhặt đi rau thơm. Mẹ ra cổng hay là lúc đấy ấy? Dài mà thế. Cái canh gì chị? Môn mông một bát to ô tô. Rồi cho vào xong. Cái lợn thì được. Cái lợn sáng chết. Tức là con gốc thì được. Thì mình động thì giật cho mẹ chị sáng chết rồi. Thế bà liên tâm đi nhiều. Bà ăn 2 bát thức canh. 2 bát quan tây. Cái đời công ty em đi ăn cái canh vịt mới cả ăn vịt mà lên vào phòng ấy. Chứ phải 2-3 bát. Không phải chúng nó ăn còn ăn hầu sống cơ. Ui ăn siêu thật. Chắc không ngon gì. Nhiều người đánh ấy. Em được cái dễ ăn, ăn gì? Ăn thì ngon. Tổng giang nó cao thế nhỉ? Giang nó làm sao nó cao bằng giang kia được? Cao hơn túi ạ. Đó, một áo, cao một áo. Con không cao bằng thằng Hiếu. Cao một áo thì cao hơn. Bà mẹ nhìn con cũng không cao bằng thằng Vũ nhờ nha. Thằng Vũ nhờ là của gì? Thế sao nó đứng cạnh con, mẹ thấy nó cao hơn con? Cao hơn. Thế con nó cao hơn chứ được không? Cao hơn túi ạ. Ơt thì làm gì, ăn sống hả chị về? Được hả? Ừ, chị ăn sống có một áo. Anh lực chồng bé. Không giống. Không giống. Ai cũng bảo cả ngày giống mẹ. Thế xưa ngày xưa bảo ấy nhưng mà bây giờ không giống, trông giống rồi. Đúng. 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 Đúng
Thì liên quân thôi, nhưng mà tươi. Vì ông nội có bảo rồi chứ, cái thằng này nó cao quá, nó toan giống mẹ, nó giống mẹ nó từ khuôn mặt, từ lời nói, từ cái cổ, cái dáng đi cứ bảo giống mẹ. Giống ở đâu? Có mẹ hai cho con ít mẹ ơi. Mẹ làm gì đấy? Chị mang quả ớt để chị ăn đấy. Anh Hiếu ơi, hôm nay cái mấy quả ớt này của chị Hà nó bị nhéo, em mở quả ớt của chị Hà. Sao có mấy quả ớt của bà khá vậy? Hôm nay khá lắm nhỉ. Giờ nói thấy chưa, người mua ai nói nó phải cắt quả. Còn nếu không nó sang đón lên đâu nhá, còn thương nhá. Lời nói của ai nó phải chắc nữa. Chắc nữa, quay cao quay xa ta đứng yên. Hôm nay nói ăn 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 thôi. Sau này già có gì mình cũng thế. Còn áo xanh, còn tay thì là anh bí thư xã. Kéo anh đến một quán.
Thơm lưng cả nhà lên. Sở tí bắt đầu. Không không. Cho vào cái gì cho mỡ cho ấy hôm dưới là toàn đấy thôi. Ờ cho đấy. Hôm nay mà bác nhà xuống sớm mà bà đi muộn bà mất điểm rồi. Đấy ông bia. Nhưng mà mình cho dầu nó không được như ấy kia nên là nó không được giòn. Tí nữa cho vào lồi đây hấp. Ai cho lồi nước ấy này này, tí nữa thích rửa ít dầu bí cho vào đây nữa. Nhưng mà có ăn gì nhiều canh không? Thế thì cho vào đây lồi nước canh này, tí nữa cho nước ấy. Dầu bí nhặt rồi mà, nhưng em chưa rửa. Đố em xào rồi. Mực to thì ấy thôi, không ngọt mực. Chị bé ơi, có phải cho thêm cái gì vào không đây không? Mà mực thì họ không nuôi được mà. Còn cái loại mực to kia ăn ở đây tách của cô được kia.
giá lên rồi, như cái đứa công ty em nó chuyên bán mực đấy, nó cũng. Cái con giá mà đầu tư tiền ảo ấy, anh mời chị Nhan, con hỏi chị bảo là hôm nay chị làm hầu với em là chị cô cố rồi em phải mời chị cho từ chị bảo hôm nay mãi mê lấy con hầu cũng là chị phải quản lý các bạn lúc ấy vào cao quá nhỉ. Sovin và là được. Hôm nay trời mưa ấy, anh nhớ. Còn bao giờ làm một cái ngăn thế là ấy là đóng phát là xong. Cái góc ấy đây ở ngoài sân hả chị ấy? Bây giờ giống kiểu át hết vào để cài ấy. Trường món tuyên thế gì? Thôi anh.
đạt tiêu chuẩn lấy chồng rồi chưa chị? Rồi. Lấy chồng đó về mình làm mục tiêu lấy chồng mới. Chồng này không có hết nhiệm kỳ lách. Hai nhiệm kỳ thừa rồi. Ơ, sao còn cồn gì ấy à? Chị ở trong phòng. Chị nhà ơi, chị nhà thấy hành cho em ấy. Chị. Đi xe kia, đi